Alamos. Alo, và anh em xin chào mừng toàn thể các bạn, chúng ta kèm trở lại quay trở lại với fanpage của thủ Huy trong buổi tối ngày hôm nay, để xem cái đấu solo giữa Bi và He trong thể loại Random. Hello anh em nhá. Nó không vào mạng này. Khả năng cao để lâu nó hơi đơ. Cao su thôi anh em, đùa. Kèo này thì nói chung thì kèo ban đầu thì chốt là 7 rưỡi, nhưng mà lúc sau em bọn em có thông báo là kèo lùi 20 giờ rồi mà anh em. Lúc sau bọn em thông báo thì kèo lùi về lúc 20 giờ rồi mà. Vâng. Mưa thì mưa mẹ đi, sấm chớp làm gì, đúng rồi anh ơi. Tầm dạo này thì sấm chớp ù tai rồi. Mưa thì mưa luôn thì chuẩn rồi. Chào anh Toàn Lê ạ. Hello anh. Sao anh có nickname là Dương? Em ấy dễ tính, theo kiểu dễ tính hơn cả 4F cơ. Vâng, dễ tính hơn cả số 4 với cả gió huyền cơ anh em ạ. Vâng, bình thường. Rồi lại... Vâng, bây giờ lại anh em lại bảo toàn anh em gạ độ không chắc thôi anh em nhỉ. Nhiều khi thì cũng chắc là anh em chưa biết thì em không muốn ấy đâu, chứ còn anh em gạt độ khung chat này thì theo luật của bên quản trị là sẽ bị ban đấy anh em ạ. Bởi vì chắc chắn thì bây giờ thời buổi bây giờ thì chả ai dạy gì đi độ tiền nhau qua mạng gì cả. Em khuyên mọi người là không nên. Đấy, khuyên mọi người không nên. Cái đó như vậy chốt C thì sẽ làm chạm 5, chạm 3 về C hay đủ 5 C đây. Mọi người chạm 3 về C cho anh em thủ trong cái đấu diễn ra vào đêm muộn 20 giờ. Đánh sớm hơn có thể 5C, nhưng mà đánh đêm muộn thì chạm 3 về C gọi là ổn rồi. Rồi, trận đầu tiên trong cái đấu buổi tối ngày hôm nay của Bi và He trong thể loại cho Random. Solo ra Random. Yes. Màu 2 và màu 6 là những màu được chọn. Vâng, màu 2 cũng như màu 6 là những màu được chọn dành cho game thủ BB và He bên kia. Văn Đức có đánh hay không à? Văn Đức thì như đang xúc với cả Nam Số Kêu rồi anh em. Chắc là kèo, là kèo cân, là kèo chấp cái gì. Khả năng cao sang Random chẳng hạn. Rồi, xin chào Đào Đình Tùng này, chuẩn rồi. Độ tiền với nhau qua mạng thì chắc chắn thì sau cái đấu thì sẽ có rất là nhiều anh em không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Đấy. Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Đấy. Do tài khoản người dùng bằng cái gì đấy đã bị khóa hoặc là không liên hệ với bạn. Đấy. Không chia sẻ nội dung này với bạn. Đấy. Dạo này hơi gầy. Khả năng cao tất cả do thằng Đức Bình thôi. Uống bia cái gì đấy? Yes. Xong uống bia. Yes. Hôm nay lại rủ video uống bia nhở? Vâng, AC trận đầu quân là đẹp luôn rồi.
Rồi CV cái đó coi là cửa trên cho game thủ Huy trong trận đầu tiên. Và anh em xem kèo nhớ like chia sẻ ủng hộ cho anh em nhé. Mỗi anh em xem kèo thì hoàng cho em xin một like chia sẻ. Rồi ACV trận đầu tiên, một cái đấu được coi là cửa trên dành cho game thủ Bay Bay. Mỗi đội quả đầu thì chưa cửa trên. Quả đầu thì chưa cửa trên cho Huy. Hay cầm Baby Blue luôn. Chắc chắn rồi, 0,90% mà là 100% anh em ạ. 100% thôi. Chắc chắn là 100% thì những người tôi kiểu người ta gạ kèo trên Facebook này thì xong kèo đấu thì sẽ là chặn nhau luôn. Rồi xin chào Nguyễn Hữu Thắng, chào anh Phạm Duẩn, chào em Tôm, chào Đức Hoa, chào Nguyễn Tùng. Rồi có đôi voi đôi về cho Bi rồi. Và xung quân thì vẫn phải phụ thuộc số đồ bài chứ còn quân của bạn cũng vô hi hi. Hi hi. Ok đấy. Trước mắt thì tôi đầu đâu đây? Chưa thấy đầu đâu cả. Một bài si gian được coi là hòm hòm đồ rồi. Đầu đầu thì chắc chắn sẽ có. Một bài đủ đồ cho Bi. Rồi xin chào gia đình của anh Nguyễn Tùng ạ. Gia đình thì chắc là có cả vợ cả con anh nhỉ. Chào Bánh Cuốn, chào Hoàng Phạm, chào Tùng Đình, chào Trung Hiếu, chào Diện Litter Litter cơ. Chào Sình Lê. Vâng, xong kèo đầu tối nay thì nghe bảo là he rủ Bi đi uống bia. Mà uống bia này tử lượng thì cũng yếu thôi anh em ạ. Vâng, bia khoảng độ tầm 20 chai. Rượu khoảng tầm lít rưỡi. Đấy, tầm đấy thôi. Uống quá lít rưỡi say. Uống quá gọi là 1.500 ml say. Mặc định là chỉ tầm lít rưỡi là dừng rồi. Tiểu lượng nói chung bình thường. Vâng, bố mẹ thôi à? Ừ, xem chế và xem cùng bố mẹ là khả năng cao là nghe thằng Bơ bình luận là hỏng đấy anh ạ. Ví dụ đơn giản thì câu Baby Bulon mà xem cùng gia đình thì không không hay đâu. Ok, đầu thời điểm mà phút thứ 5 tròn dành cho game thủ BB. Bắt đầu BB đang chủ động xích hai voi về thật sớm. Đầu đầu có lẽ là đưa về với cả ăn gỗ thôi. Baby AC, một cái đầu chất quân được coi là nhỉnh hơn khá nhiều đấy. Rồi chào Chun Su, chào Nguyễn Việt Anh, chào Việt Xoắn. Có Việt Xoắn này là ai nhỉ? Chào đây Xuân Trinh này. Bi thì tầm 20 chai thôi anh em, làm gì có hơn. Không có cửa hơn được. 20 chai với cả tầm lít rưỡi là kiểu tôi nói quá đấy, còn tầm 1 lít thôi là căng. 1 lít là sập rồi. Lít rưỡi chắc là tao kiểu gọi là đi bộ về thì mút được. Kèo Nam Sâu Kêu với cả Phan Văn Đức thì như đang xúc rồi mấy anh em. Bên phía của Nam Sâu Kêu. Còn view từ máy thứ 3 trên page của TT anh em ạ. Page của TT thì có view máy thứ 3 của cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam Phan Văn Đức. Đấy. Bên chim sẻ thì có vâng Đỗ Duy Mạnh cũng là cầu thủ mà hay xem đế chế bên page chim sẻ ấy đáng. Rồi em chào Nguyễn Tùng ạ, chào Nguyễn Luyện đấy. Đấy Nguyễn Luyện này hồi vừa nãy vừa lướt qua thì comment bảo là theo bi 5 lốp của ai theo hay không, theo hay không thì nên bỏ đi anh ạ, bỏ đi anh ạ. Bây giờ trên mạng anh em tin nhau làm cái gì, cuộc sống bây giờ thì tự tin bản thân còn không được, có làm rồi có ăn thôi. Còn không làm muốn có ăn thì khó lắm. Một bài đi dò. He đang nghỉ ôi. Đại công bi trận đầu không đi dò. 5% không? À 6%. Anh chật chà. Ở dân đấy, cẩn thận. Điều quan trọng bài này 27 dân. Kích 10 sớm thì đồ bạn có dân được không nhỉ? Có dân được đúng vào thời điểm mà đồ bạn ôm bom thì bi có mày khân tân cung rồi thôi. He thì quân này thì he sẽ thường là bài răng lờ. 26 dân dò 23% bản đồ dành cho Babylon của bọn bạn bên kia. Vâng, từ lúc xem Bi chưa thấy Bi và He cặp cùng nhau bao giờ à? À, chắc là xem ít rồi anh em. Còn cái đoạn 2014-2015 thì cặp Bi He với cả Hồng Anh chia sẻ đánh rất là nhiều. Tất nhiên bây giờ thì cặp đấy là một cặp đầu kèo đấu được coi là cửa dưới hơn. Còn trước đây thì đa phần là cặp Bi He giành chiến thắng. Tất cả Hồng Anh chia sẻ và giai đoạn Hồng Anh vẫn đang yếu thôi. Giai đoạn Hồng Anh vẫn đang chỉ là vâng ở team Game TV cũ. Ôi trời ơi, Hùng Phạm này,
ông Phạm này quảng cáo cả sàn đỗ cả. Ôi rồi kinh quá, tạm biệt anh nhá. Thôi rồi, cẩn thận công an nó xích lên anh ạ, cẩn thận. Thôi anh ạ, bỏ đi. Rồi lên chặt gỗ 28 dân của bi S thứ 3 ăn gỗ. Và đúng theo kiểu là chuẩn bài đánh cung giờ solo cung. Rõ ràng việc 3 chiếc ăn gỗ thì là gỗ của bi ra cực kỳ khỏe trong thời về sau. Đến thời điểm này chưa thấy hen người chọc giò, chúng ta có tê thủ TAC và thậm chí là tích thì lên cái giáp luôn cũng được. Vâng, bắt đầu quay ruộng ruby 28 dân. Con tê đã có. Vâng, ruộng đơn cứ gọi là nhoe nhoét thôi. Gỗ thì chắc chắn là khỏe từ về sau rồi. Rồi chào Đỗ Tuấn Anh, chào Đặng Hà Nam, chào Lương Tuấn Tài. Rồi ok, hôm nay nói chung như bao giờ bị chảnh thật anh em. Quan trọng là việc bài vở nó có ủng hộ hay không thôi. Và như vậy thì huống bác gọi là thừa bài thừa đôi voi. Hả? cũng đúng. 29 và 6 Toby. Tạm thời thì tôi chưa thấy he làm gì cả. Rồi, BA thứ 3. Đừng bảo tôi là em bên kia solo cung với B nhá. BA thứ 4 luôn. Bo nhà luôn cho B luôn. Tạm thời nhà của mình đã kín còn đúng một mặt từ 3 giờ sang thì tạm thời chưa bo thôi. Sắp tới thì sẽ là một vài chiếc ghe để kín luôn nhà của mình lại. Ái chà chà, 27 dân. Kinh nhở. Tức là hỗn mã hay là gì tầm này chưa thấy chồng giò. Khả năng giò lỗi rồi. Chắc chắn là giò lỗi. Một bài bi giò có 4-5% bản đồ thôi, 6% bản đồ thôi. Bây giờ nhọn nhất là đào bạn đi vào từ mặt sát mép 3 giờ. Á ra một tơn rình. Một tơn bạc rình của em bên kia. Sắp quân. Bú nạ sắp đều. Có giáp hay không thì tùy. Đến cái giáp 2 kiểu gì ông nghe được người ôm bom. Mặc định ôm bom rồi. Vâng. Hơi cóng một chút. Sửa lại luôn. Bật đây rồi ốp A. Ai chả. Ô ba. Một lạc đào ô ba. Một lạc đào ô ba của heo bên kia. Khá thú vị. Ôi bài tịt rồi. Quân tịt. Và bài cũng là bài tịt tốt. Đừng he đang có những vẻ tốt. Ai chả. Thôi cẩn thận nhờ. Chết đây. Đừng đùa. Một cung giờ giật trong nhà tránh cho bạn là người đi vào và lạc đà chưa có giáp. Cung giờ mình thì có giáp rồi. Bốn A sắp đều. Một cung giờ chui toàn trong nhà luôn. Hai cung giờ bên ngoài này check xem được rằng he có đi công cái gì khác hay không. Một bà đó đồ bạn đánh 2L chảy đều thì khả năng cao không có công ca đâu. He đang về là khá tốt. Nhưng bi thì tăng thêm ra thứ 5 nữa hay không cho nó gấu. Rồi quay ruộng. Rồi cứ bóc bày thôi. Hơi căng một chút. Nhưng trận này liệu rằng he mà thắng thì chứng tỏ kèo đấu này thì he cực chết. Thề với anh em như vậy. Đây cung giờ Sidian có giáp 2 rồi. He là lạc đà của Elon, lạc đà của Pan thì may ra thì chơi được. Chứ lạc đà Babylon nghĩ rằng đây trận đấu em đang gặp cực kỳ nhiều khó khăn. 39 ruby, phút thứ 17. Và cứ lâu dài cung giờ Sidian tụ được vào thì lạc đà không thể nào chạm vào được. Rất khó. Đây là 41 của B. B đang tạo cho he có chút cửa. Nếu đứng cung giờ lại cho nó bạn là người bắn. Nhưng cẩn thận nó chết luôn. Này nó chết luôn là hỏng đấy nhá. 37. E đang vẻ là khá tốt. Mới mất khoảng tầm độ 1000 gỗ. Để đổi lấy khoảng tầm độ 2 cung giờ của anh KBC. Một phép đổi mà. Vâng, he là người có lãi. 1000 gỗ đổi 2 cung giờ của anh KBC. Vâng, tầm này thì em bắt đầu vơi dần lực rồi. Đã bắt đầu hết dần lực rồi. Rõ ràng về cánh 29 lần từ đầu thì Bi đang có lần lực qua là sắp đều quần được. Thôi, bây giờ làm gì nữa. Đào vàng giáp 4 không bị đục mặt từ 3 giờ kìa. Căng nhờ. Hay thật. Rất hay cho em bên kia. Một tuần vẻ tốt. Đây là 42 của Bi. Ở trong trận đầu thì bạn có lẽ đang chờ một tình huống test tay sâu thêm thôi. Còn kèo AC Bi đến phút 19 này Bi là người chưa mất con dân nào cả. Thì em là người đang cửa dưới rất nhiều rồi. Bắt đầu đẩy quân đi chăn đội bạn. Cẩn thận xem 4 rồi đấy nhờ. Rồi. Mặt mặt tuần này là thua đấy. Cẩn thận nào. Đây là 43. Mình đang không có A thụt. Em đang chây cối để đi vào mặt nhà meo của mình. Một tơn sửa. 6 dân cứ dí vào sửa thôi. Em bên kia nữa. Đây là 43. Vã. Vào đi em ơi. Hay lắm em ơi. Đúng rồi. Này thì thẳng cung. Cung em đang nghiến răng cái lợi chém. Từ đầu mà lạc đà đối bạn là công 4 rồi. B
đi thì một turn ấy sinh ra thì sẽ thủ nhà thôi. Vâng, rút luôn cũng được. Lạc đà của bạn thì chưa có giáp. Vâng, lạc đà của bạn thì chưa có giáp. Vâng, lạc đà ít máu rất nhiều. Tỷ số sẽ là 1-0-1 dành cho game thủ của BB. Hết cửa cho em tầm này rồi. Thằng này vẫn 4-4 mặc dù đội bạn lọt vào nhưng mà khó. Map là map tịt và quần là quần cửa trên cho BB. Map đầu là tịt cho đối thủ luôn. Một bài Sidan thừa Nguyễn bãi quả với đôi voi trước cửa nhà. Không cửa thua trong map đấu này của bài của Sidan. Rồi ok, trận đầu tiên rồi, map đấu được coi là quân cửa trên và map đấu gần như là không thể thua được. Thì BB đang không mất quá nhiều thời gian để có thể giải quyết trận đấu. 1-0 cho BCL. Map khoai anh em, map tịt luôn thì he thì vùng vẫy rất là tốt nhưng mà khó lắm. Cực kỳ khó. Tôi cầm thì he có thể thắng được. Đó ok triệu phú nhá. Rồi chào anh Cường gửi tặng Ruby 25 sao thì chào Đức Thịnh này. Cái cước tiền để đó cho hết là thôi anh ạ. Một kèo thì đủ để mà đổ xăng xe với cả linh tinh thôi. Chào anh Trọng Hùng ạ. Vâng 5k anh em được. Anh em like chia sẻ đi anh em ơi. Parmesan của Bi. Còn Samaria này bên kia chất quần coi là cân. Vâng 1-10-1-9 thôi. Tất nhiên rõ ràng điểm đầu Pan vẫn có chút lợi thế về khả năng ép đời nhưng mà con giò của Pan thì đi chọc dân Somerian tương đối khó quả đầu. Bài này mà Pan kích được coi là Pan hai quả phụ thì quân mình cửa trên. Còn Pan mà theo kiểu tròn đồ thì cân, thậm chí là cửa dưới với Somerian. Pan của B, Somerian của He. Quân này 1-10-1-9 thôi anh em ạ, không cửa trên quá nhiều đâu, ép đời tốt hơn thôi. 6 phút 20 mà không làm được gì thì thậm chí Somerian nó phát triển tốt hơn. Cảm ơn Nguyễn Luyện gửi tặng sao cho Bi này. Hello 5k anh em này. Anh em xem kèo nhớ like chia sẻ anh em ơi. Cả nhà mình ơi. Hai trận đầu thì quân thì là ổn. Một trận quân cửa trên. Một trận quân thì vẫn cửa trên nhưng mà cửa trên không nhiều. Quả đầu 6 cây và có voi dành cho game thủ BB. Hôm nay không quay quân anh em. Hôm nay thì đánh cho kiểu hai game thủ thì tin tưởng nhau là chính. Không quay quân. Tất nhiên thì 8 xe máy của Bi. Quả đấu mà tạm thời thì gỗ đầu coi là khá gần thôi. Một voi quả 6. Chưa thấy thêm đồ ăn gì cho Bi cả. Nói chung kèo này thì thì công nhận là bị cửa trên nhưng mà quan trọng là quân bài thôi anh em. Cửa trên thì có mức gọi là theo kiểu tịt thẳng cho đội bạn. Đấy theo kiểu quân mình xấu hơn, bài mình xấu hơn chẳng hạn. Thì nhiều khi em có thể gọi là chơi chết của mình là chuyện bình thường. Trình độ bây giờ thì nói chung tất cả game thủ chỉ san san nhau thôi. Cái quân xấu, bài xấu thì mặc định là kiểu gì cũng thua. Vâng bi tính cực kỳ xa, đóng luôn em của dân thứ 20 luôn anh em ạ. Đủ e rồi, từ giờ về sau thì không phải đóng e nữa. Bảy bắt đầu thì không được về dành cho game thủ BB. Bình luận viên làm cái khung hình che cả màn hình game ở đâu anh nhỉ? Làm gì che đâu anh nhỉ, cái phần khung hình này thì không che cái gì cả. Hôm trước thì kèo 4-4 thì nói chung cái sới đấy thì He là người He và ông anh trong cái giới đấy đánh rất tốt, cực kỳ tốt. Màn hình quay máy thứ ba, màn hình thứ ba quay Đức ở đâu là bên page của TT anh ạ. Page của game thủ TT sẽ có màn hình thứ ba của Phan Văn Đức cho anh em. Của Phan Văn Đức cho anh em. Nói chung chênh lệch mà cứ theo kiểu gọi là cho John, Greg gặp Sen, gặp AC, gặp Pan, gặp Summer thì cũng tịt anh em ạ. Cũng tịt. Bài Pan này là bài Pan chưa đẹp. Chưa hề đẹp Chubby. À hình của Bi che màn hình ạ. À tất nhiên cái lần này khung cam thì không thể nào bỏ được anh em ạ. Khung cam thì không thể bỏ được rồi. Quả phụ 5 cây. Quả đầu 6, quả phụ 5. Ôi Pan cực kỳ minh bình. Siêu minh bình luôn. Cố gắng xích thêm một voi nữa có thể thi đấu. Ít nhất là một voi nữa thì mình có thể thi đấu được. Còn không thêm đồ gì thì nhiều khả năng là
Con này thì còn thua cả Summer. Summer phát triển tốt hơn, ra nó chống giò tốt hơn thời điểm đầu. Và hình của Bichem này, cái này không không đổi cái nhá. Cái này thì các cái thông số anh em làm nói chung là cũng bọn căn làm sao để cho anh em có thể xem theo dõi thao tác tay game thủ coi là bắc binh nhất rồi. Nó không bị che. Thắng à? Thắng hay thua? Kèo 61 tỷ à? Thông tin dần về thì lớp nhất vừa thua 98 ấy cả. 98 với ai nhỉ? Lắc à? Úi dồi ôi, thuộc kèo đấy tịt lắm thế à? À thế à? Vâng, lớp nhất vừa thua 98 với cả lắc với tỷ số là hình như là 2C thì phải. Vâng, bên kia toàn kích chi. Đen thì phải chịu thôi. Và một bài được coi là 10 sớm cho Bi. Rất may là có một voi đưa về anh em, chứ không bài là bài siêu tròn đồ. Hư 4 một voi quả đầu 6 cây, quả phụ 5 cây. Một bài siêu siêu tròn đồ của fan luôn. Kích đời. Rồi dân chơi kìa. Chả thế, không có con voi kia thì làm gì sát được gió. Siêu tròn đồ thì min binh đánh 18 ra xin được giò, còn 19 ra thì không thể xin được. Hư 4 một voi quả đầu 6 quả phụ 5. Đấy. Lại có đánh 19 dân. 19 dân. Bên kia 26 rồi. Nhưng mà cậu ve nhìn qua là trên đời anh em ạ. Ông đi nhận về đồ bạn 11 rưỡi trên đời nên ngủ sâu thế ơi. Ngủ cực kỳ sâu. Rồi gỗ là nhiều. Vâng, gỗ là nhiều anh em ạ. He bên kia thì còn dài lắm. Đường lên đời còn dài còn xa lắm anh em ạ. Rất xa cho he bên kia. Đó ok. 3 giờ là nhà của đủ bạn. Hãy giả khung nhà nha. Có khung nhà cho Somerian thì phải. Vì nó có khoảng tầm độ 7 chiếc ruộng rồi. Vâng, 7 chiếc ruộng. Một bài vẽ hay là bài theo kiểu anh ta đồ ăn xấu tức quả phụ dốc. Vâng, chẳng hạn. Siêu dốc chẳng hạn. Bài này 16 dân thì... Úi dồi. Bài là anh thật ông he này đều thật. Đều thật sự. Vâng, dình mình. Rồi, này thì dình này, này dình này. Đuổi luôn, lạc đà của Phan chết luôn. Lạc đà ban gì chắc chắn dò he này nằm xuống, không cửa thoát. Đồ bạn chưa biết nhà mình ở đâu cả. Chiều về uống bia à? Uống bia với lớp à? Và 100 sao của Mạnh Nguyễn thì tặng cho Bi ạ. Thank you anh. Rồi đồ bạn tầm này thì đang đi bộ rồi. Bạn he bắt đầu dần dần về nhà để ra ruộng. Con he là cái gì đây? Một lờ thủ pe gì? Á chẳng có lạc đài nha. Cẩn thận. Đút vào hay không? Một lờ và 2A cho Bi. Vâng, bãi gỗ bên ngoài he tầm này thì đồ bạn giật dân về rồi. Như vậy là he có thủ phù. He có thủ một phù. Ờ, xin chào Đỗ Minh Hải này. Ái chà, anh lớp vào xem này. Một L2A siêu tròn đồ quấn khoảng tầm độ 8 chiếc ruộng. Thoải mái thôi, lạc đà mình chưa công giáp. Lạc đà mình chưa công và chưa giáp. Bạn có nên cái công hay không? Tôi nghĩ phải cần đấy. Tạm thời Bi đang ưu tiên việc để giành thực để sắp quân đều cái đã. Ưu tiên việc để giành thực để sắp quân đều, chưa vội vàng lên công nghệ cái công. 30 dân của hai bên kia cũng đang cộng dần là khá đều do mình cầm Somerian. Chưa thắng đâu nhỉ? Chưa thắng, chưa thể thắng được. Nó phụ thuộc vào tình huống phù quan trọng của hai bên kia. Anh ta thủ tờ này không? Bi đang có khoảng tầm độ 9 năm đi quân. Cùng giờ đi trước. Vâng, cùng rồi trước hen kia phù ai là phù chạy nhanh kinh nhở. Phù có chạy nhanh ở hen bên kia rồi, bãi gỗ bên ngoài xúc phù đệ phải e lại quay tròn lại. Vâng, tiếp tục về chuẩn bị. Ôi rồi chủ công chứ nào, kể ra coi công chém dâm đau hơn. Rồi đây công đi, đây là 32-40 hen bên kia thì anh ta đang mất khá nhiều lực để chơi phù lên cả chạy nhanh cho phù để chống cung giờ mình, để chài cung giờ. Đấy, tôi biết là như vậy. Sắp đơn kẹp phù theo bên kia.
Rồi, đã có công thành công rồi. Hay anh ta sau này thì biết được nhà mình ở đâu thôi, chứ còn tìm đầu chạy giò con giò chết luôn. Không biết nhà mình ở đâu cả, thành lạc đầu của He bây giờ mới tới nhà của mình. Lạc đà đầu He đang đi giò đúng một vòng trái đất và bây giờ mới tới nhà của Bi. Vâng, Bi đang dùng cung giờ để xem độ bạn phù ở đâu. Một trận đấu mà cung giờ liệu rằng có cần phải lên cái giáp 2 hay không. Đây là 37-44. Rất nhiều cung giờ cho Bi. Một L2A xong đều. Cứ lạc đà kẹp cung giờ thôi. Vâng, lên giáp cung giờ luôn để sẵn sàng dí sâu vào chơi bê đố bạn. Một cung giờ He nằm xuống. Rồi bổ luôn đi. Rồi chơi luôn. Cẩn thận phù. Đây là 39 của Bi. Vâng, chặt gỗ các kiểu. Sắp tới là giáp 2 cung giờ. He bên kia thì tạm thời đang chỉ ba nhà quân. Phù kia, phù kia. Ủa. Phù vừa chui ra ngoài thì vâng, đố bạn lại giật vào. Rồi, bốn con phù đấy. Rồi chơi đi, cùng giờ mình có giáp thôi. Cấu con phù của bạn rồi té thôi. Rồi lại rút lui. Đây, từ đầu He là có khá đông quân đấy nhá. 84 này. Đóng thêm He. Vâng, 45/48. Vâng, bạn He đang giấu phù đứng sau cùng giờ. Cần phải chỉ chuột thật chuẩn. Vâng, phù có thể nhanh nối trài là khá tốt. Nhưng cung giờ mình cũng có giáp rồi. Sẽ kéo dài thời gian sống hơn cung giờ để có thể bắn được chết phù của em bên kia. Chết ba con phù. Vâng, chết ba con phù của bạn rồi. Bây giờ lạc đà đang xô vào. Đây là 46 của Bi. Tiếp tục dí sâu vào hay không. Mình đang có dốc đẹp. Và nhân phù đỏ. Giờ này chưa biết lạc đà được không đây. Lạc đà mình pan thì đồ bạn cung giờ thì bổ được. Mình đang có dốc. Điều một chút nào. Còn chưa công được. Khỏe thật. Ăn thêm vàng đi, đã không có lạc đào đấy. Lên luôn cả giáp cho lạc đào luôn. Đây là 35-52, đến thời điểm này thì con Somerian cửa trên rồi nhá. Nhà siêu khung của đội bạn đấy. Đến thời điểm này thì thế trận He là cũng đâu cửa trên rồi đấy. Mình pan phát triển thì không thể nào bằng Somerian được. Khi mà Summer cộng dân nó đều hơn. Bi là bài ép quân dân lực thôi. 39 cho Bi. Trận đấu mà He đang có một bài đấu đến muộn nhưng không được nhà và chém thủ khá tốt điểm đầu. Bi đang đục mặt khác. Thả mai là 40. Bằng đục ba con rồi xem các bạn có gì bên trong hay không. He cũng đã biết. He giật cung giờ vào thủ. Đấy, chặt cũng 2 Bi ạ. Rồi thì lỡ rồi thì đua phát triển rồi thì mút mắt luôn thôi. 37 dân. Tha vào bạn bắt đầu đi xuống là khá mạnh sau tân quân vừa rồi. Đây là 47-52. Rồi đồ bạn được cung giờ vẫn có giáp hay chưa. Mình lạc đà của Pan. Đồ bạn có phù. Rất đông cung giờ của đồ bạn. Em phát triển tốt thật, cầm Sovereign có khác. Loại dân nó phát triển được coi là tốt hơn so với Pan. Đội bạn đang hơn mình về lượng dân. BB ra ngoài 51. Không biết có chặt của ai gì chưa. Tiếp tục là móc máy vào mặt mà sai nhà con của đội bạn thì bắt He người phải giật quân về cho về thủ. Móc máy bắt này thì bắt He người phải bắt buộc anh ta phải giật quân về thủ. 54-64 vẫn đang là 1L và 2A thôi. Đốt sạch E của He bên kia. Và dí vào sâu một chút. Xem đội bạn có nhiều quân hay không. He cũng đang kịp thời giật quân về thủ. Có cả phu kìa. Tuần này thì vào thì chấp nhận mất quân rồi. Bây giờ này vào chắc chắn mất quân. Quan trọng là liệu rằng có đổi được lực quân lấy lực của đội bạn hay không. Đây chắc chắn quân mình sẽ chết. Nhưng quan trọng là có đổi ra đội bạn hay không thôi. Hà Mai là 60. Bi đang cố gắng tách ra để có thể làm yếu lực ruộng của đội bạn. Làm loạn ruộng em một tôi. Và nghe đang dí tất cung vào. Có cả phù. Một trận đấu của đội bạn là một quay bắt. Còn có lợi thế rút lui. Bảo toàn con số. Còn có một chút lợi thế thôi. Khi mà làm đội bạn tạm ngờ thì bị loạn ruộng dính mất khoảng toàn độ. Ở nhà. Ở nhà kìa. Đồng quần thế nhỉ. Đây là 54-68.
đi lại giật quân về thủ. Chuyển A đánh nhau hot thần khoai anh em ạ. Chuyển A đánh nhau hot thần khoai quá. Em nghĩ là chuyển A cung A đánh nhau hot thần của Somonian thì mình cửa dưới quá anh em ạ. Đánh 13 thôi. Rồi một tân vé tốt. Bắt được đạo quân đi công này của bạn. Sắp tới thì quán cơ có thể ruộng lên cái xem 4 lạc đà thì ok. Hoặc lên cái xem 4 lạc đà thiếu mất khoảng tầm độ 1 vàng. Để lại xem 4 hay không. Rồi hello 7 các anh em xem kèo nha anh em, nhớ like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Anh em xem kèo nhớ like chia sẻ nha anh em ơi. Và ok. Rồi được tốt. 51. Bắt được khá quân của đồ bạn. Và tạm thời trước đấy mình cũng làm đồ bạn lủng của tân dụng chính rồi. Thế trận này vẫn đang cực kỳ căng. Tất nhiên lợi thế tầm này thì vẫn đang nghiêng về người cầm Somerian. Nhưng đằng Bi có thể làm được tiếp tục một tân đột biến như tân vừa rồi không? Những tân đấu mà đi sâu lực của đồ bạn bắt đầu tăng lờ cho Bi. Tăng lờ Zubi. Hè cũng đang dí lên luôn này. Tầm này các bạn có đồ máu chưa? Tôi sợ tầm này nó đủ công nghệ rồi cơ. Và một tuần đấu mà rõ ràng cũng giờ thì Lạc Đà Ban không sợ. Chất quân mình thì tuyển hơn. Nhưng đối bạn đã có giáp 4. Đồ máu thì chưa. Ông Zubi bị ngáo à. Vâng hơi ngáo. Đến con sư tử vừa cũng hướng rồi. Và tiếp tục là ngựa quen đường cũ thôi. Đi vào bắn cũ hy vọng có thể làm cho Hè tiếp tục loạn một tân dụng chính thì tươi. Đây là 60 của Bi. Rồi đốt sạch nghe đồ bạn. Tiếp tục là đốt. Hè sẽ đi vòng bắt quân để dập về thủ đây. Vâng Hè đổi nhà. Một trận đấu của đồ bạn đi công. Có ý định là bắt Bi phải giật quân về thủ Hè bên kia. Bi có dập về không đây? Dập BC nâng cấp đồ máu lọt vào cho đồ bạn. Cần phải tìm phù trước nhá, ăn phù trước nhá, ở nhà mình chạy đi. Không thủ rồi, chắc chắn đổi nhà rồi, quan trọng phải ăn phù đủ bạn nó đổi nhà đấy. Hè là người đang có khoảng tầm độ 3-4 con phù. Và ở nhà mình chạy dần giữ tham. Không tắt tay thì chết đấy, cố lên phù kìa. Mặt trận đi công. Còn Hè phù 3 lạc đài phải. Chưa phù con nào cả. Chưa phù con nào cả, Hè bay sạch trộm chính. Bì cũng là người giặt nhà. Vâng, liệu rằng Hè tương này thì có chết được sâu hay không? Đồ bạn đang có lượng quân khá nhà Bia. Nhưng tôi nghĩ rằng cứ dí vào thì nhiều năng đồ bạn không đủ quân thủ đâu. Mình lạc đà công 4. Chơi đi. Rồi lạc đà bổ nhau cũng rồi. Vâng, Hè cũng chết đấy. Cố lên. Rồi cân. Tôi đổi nhà đưa về để trận đánh được hơn. Nhưng Hè đang giật quân về thủ. Hè đang có rất đông cung giờ trên rộng. Từ đó đồ bạn đang ghép quân rõ ràng là Zonian phát triển thì nó hơn Pan khá nhiều. Bi đang tụt tam còn lại 48. Ra thêm ruộng chỗ mới không? Giờ này thì Hè chết ruộng, quan trọng anh ta chạy ruộng, quan trọng ra là người chưa mất được nhà. Vẫn đang có cửa để giữ được nhà của Hè bên kia. Khi mà Hè đang dập toàn bộ khung giờ lên trên dốc. Dập toàn bộ khung giờ lên trên dốc. Vẫn lại quay trở về nhà bắt quân. Hè bắt đầu tách khung giờ đi quản map. Đây là 41-56. Quái Summer nó on được nhiều được quá. Tầm này thì Hè là người gần như là sẽ cứ có phải ruộng rồi. Rồi bắt sạch cung đời ruộng này luôn. Phải e tốt. Bi đánh không sát trận này thì muốn sát không chịu anh em ạ. Trận này muốn sát không chịu, một bài tròn đồ bắt buộc đánh như kiểu này thôi anh em. Bắt buộc đánh như kiểu này thôi chứ còn bài tròn đồ anh em bảo lên công giáp bị chọc dân do mơ chọc hai dân đội bạn. Còn lên không được lên công giáp anh em. Không lên nổi công cơ mà, một bài nó yếu. Đây là bài 760 của game thủ Bibi. Hè bên kia đang mút hoàng một đồ để hồi lại dân đội chính rồi. Liệu rằng có sai lầm gì xảy ra hay không? Quái, bài tròn đồ nó lên to được nhiều đồ. Dân Summer nói con này cần thôi. Giờ không công ra. Rồi một đều C1 dành cho cả hai game thủ anh em ạ. Một bài Summerian khung nhà. Đây
Cộng dân chắc là nó ăn kiểu đồ nó xấu thôi, chắc quả phụ xấu đúng không, chứ còn gần thôi. 40 dân của đội bạn. Thua thôi anh em, thua chuyện bình thường. Đồ bạn kích 11 rưỡi, mình kích theo kiểu sớm hơn, nhưng mình tròn đồ thì quân Summer với cả Van thì chuyện bình thường anh em. Thua thì thua thôi chứ có sao đâu. Vâng, trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo. Vâng, IA Bato của Bi, và đồ bạn là quân gì? IA Baby. Được. Vâng, IA Bato Baby Lord anh em ạ. Quân xong trận đấu thứ 3 của series 1. Vâng, bản lề hai game thủ. Vâng, quả đầu tiếp tục bãi quả xấu. Phan Văn Đức đánh bên kênh của Ti anh ạ. Bên kênh của Ti. Phan Văn Đức thì view máy thứ 3 page của Ti không phải không nhỉ? Ờ thế à, thế không view nữa à? Không view nữa anh em ạ, thế không view nữa. Vâng, nãy em thấy mình làm thấy bảo là view máy thứ 3 Phan Đức rồi phát trên page của Ti. Đấy. Cày cái gì anh em, đùa anh em, bảo chuyển A đánh nhau hot thần khó lắm anh em ạ. Chuyển A của Pan đánh nhau hot thần, kèo đấy thì kèo mình cửa dưới rất nhiều. Đấy, kiểu cùng A của Pan đánh nhau hot thần của Somalian thì đồ bạn là 103 máu. Đấy, rất là khỏe, trên đồng 2, đam vào 8 cộng 1. Đấy. Nên chuyển A là phương án rất là khó. Đây là 10 trên 2 của Bi. Quân thì nói chung thì ổn. IA Baby cả đấu mà chúng ta cửa thêm một chút. Tất nhiên thì con Babylon nó sát quân nó có thể khác lại mình được. Bài IA mà xấu thì vẫn có khả năng là Alo nhé, sức con Babylon là cao. Vâng, cứ theo kiểu lạc đà, đồ bạn có lạc đà này, phù đủ công nghệ này, có sóc lơn kẹp cung giờ chống được phù của mình đấy, có kiểu kiểu như vậy, lợi thế lên đời và phát triển dành cho người gầm Miyamoto. À chuyển A thì đối bạn lên bốn thế nào được mà hot thần à? À ok. Vâng em xin lỗi ạ. Thực ra em nghĩ là chuyển A thì việc đi công gặp cung giờ đối bạn chuyển đang nhiều cung giờ rồi thì chắc chắn sẽ đưa thế trận để bốn anh em ạ. Phát triển con Summer với cả con Pan thì con Summer chấp một trình. Đấy kiểu kiểu như vậy thì em nghĩ là thế trận lâu dài thì cũng sẽ đưa về đề bốn, em thấy chuyện hot thần luôn. Đấy. Theo kiểu như vậy thôi. Đây là 20 đây từ Ubi. Và em xin lỗi ạ, trận đấu trước thì em tính hơi xa, em tính cái theo kiểu hơi xa. Tính nước gần thì đánh nhau cung giờ thôi là chuẩn rồi. Rồi trận này bài vở thì nhìn qua thì chưa đẹp lắm. Quả nào xấu đôi voi đưa về với cả đôi voi xa. Nói chung là vẫn là bài đủ đồ nhưng mà chưa khỏe dành cho Yamato. Chất quân này thì đủ bạn một bài trong kích trong 10 là chưa đâu mà lần thôi anh em ạ. Quân họ thì có thể khắc mình lại, khắc lại được mình. Mình hơn ép đời phát triển thôi. Chuyển được ai tươi. Vâng, đây là 24 đến 28 của Bi. Tiếp tục là công cuộc sách hỏi voi xa, hai voi xa về nhà của mình. Vâng, dạ đúng ạ. Vâng, thằng đấy chuyển ai tới hơn. Bi cũng bảo như vậy rồi. Vâng, xin lỗi anh em ạ. À không, Bi không bảo anh em bảo thôi. Quên mất là bảo Bi bảo nhiều khi. Vâng, anh em biết chơi khác nghe lại thường. Ông Bi ngáo thế à, rồi thì chết. 27 dân dành cho người cầm Miam thôi. Vẫn là một đầu theo kiểu sau dân quen thuộc của game thủ BB. Oh,
Vâng, dạ vâng, nói chung giận vừa rồi em thấy thua cũng bình thường anh em. Em thấy thì nó bình thường. Con Pan, con Sum thì thềm đầu lực yếu, Pan thì không chọc cái gì anh em. Đồ bạn nguyên lực nguyên dân. Đấy, nên là cộng dân đều bài bài Pan với bài siêu toàn đồ mà. Nên thua là cái chuyện bình thường thôi. Lên đời sớm hơn khoảng tầm độ gần 1 phút trong game. Đấy. Rồi chào Lê Lợi này, chào Thắng Dương, chào Mạnh Điều, chào Quang Vàng, hello 7k anh em nhé. Và tối nay chắc là không có nhiều kèo hot các anh em nhở. Kèo đấu này coi là theo kiểu chất lượng chuyên môn coi cao nhất rồi. Hy vọng anh em xem kèo thì tiếp tục ủng hộ like chia sẻ với vì anh em nhé. Anh em vừa xong vào sau chúng ta chưa like chia sẻ thì cho em xin một like chia sẻ. Để đời trận này thì thậm chí Babylon lên sớm hơn đi kìa. Nhưng đồ bạn đánh có vẻ như là ít dân hơn. Vì đánh cái gì? L hay là A? BM. Tôi chưa nhìn rõ nhà quân bị đóng ở nhà gì anh em ạ, nhà L. Vâng, như vậy cũng là kiểu là chém và chủ động chuyển quân hay chăng. Rồi chào luôn ca ca. Rồi chào bóng tối, chào Đào Đình Tùng, hello anh em. Vâng. Kèo Nam Sâu Kiêu với cả Phan Đức đang đánh rồi anh em ơi, bên pick của Nam Sâu Kiêu anh em ơi. Bên pick của Nam Sâu Kiêu. Ái chả răng L à? Răng L với cái gì đấy? Ôi dồi. Một L một A cơ à? Ờ lại chuyển câu chém thôi, sợ gì. Tôi tưởng là một L cho P chứ còn một L A thì bị chuyển sang 2L thôi. Ý định ban đầu thì một L cũng xong chọc chọc xong rồi chuyển quân. Được không? Rồi để bạn lên đời rồi nha, một bài kích 10, 40 hay bên kia đấy. Vâng, 1L và L2 luôn hay không? Vâng, đồ bạn khả năng cao không chơi phù. Đóng 1L 1A, tôi tưởng là 1L cho P, có chăng thì cũng có P thì cũng chỉ là P theo kiểu một vài con thôi. Một nhà P sóc đều thì P sẽ không thể nào được công nghệ được. Tôi sợ bài này thì he là người theo kiểu 1L và 2P lên đầu vàng thôi. Lên công nghệ cho phù thì B gần như là khó đỡ. Đây là 29 của B. Vâng, ăn vàng xa trước, một fan vàng cực kỳ kinh nghiệm. Có vẻ như Bi cũng phán đoán là việc he là người đi dâng hay sao anh em. Và gần thì nói chung là hơi xấu một chút. Nhưng tôi nghi ngờ là Bi phán đoán thì bạn đi dâng nhiều hơn. Và ăn vàng sạt trước. Đánh nhiều dân thì tạm thời bị chọc khá nhiều. Nhưng Bi đang giữ tham đó là 28 nhưng 36. Lạc đà cực kỳ khắc chém. Những con ở chém đang không có công nghệ của Bi. Nếu rằng nhà con tiếp theo thì là gì đây? Ruộng ra thì đủ rồi. Nhà bên đây thứ hai cho Bi luôn. To tiếng lên em à? Không cần tiếng bình luận hay tiếng game anh nhở? Bình luận thì ok rồi nhở? Đây là 22-36, độ bạn là bài theo kiểu đi dâng thôi. Quan trọng là he chưa mất gì. Vâng, lạc đà cực kỳ khắc chém. BL tiếp theo của Bi bắt đầu có không giờ đồ bạn, nếu rằng có bỏ đi một chút gì đấy thì công hay không. Còn chém không có giáp đánh nhau với lạc đà thì khê. Rất khê. Bắt buộc phải lên kỳ công. Thật may trận đấu này hè chưa biết được vị trí mình ta làm vàng. Ai thật có cả phu đấy. Phu đỏ thế nhở. Phu cực kỳ đỏ, vẫy phát được luôn ạ. Vẫy phát được luôn con phu của em thủ hè bên kia. Vâng, giết con phu đủ bạn. Đi là 3L sắp đều rồi. Tiếp tục con phu cái thôi đừng đỏ nữa thôi. Không. Hình như được rồi à? À không, không phù được đúng không? Tưởng lại phù được cạn lời đấy, cố lên. Nó vơi vơi giọt lực đấy. Lần này thì lạc đà. Cần điều quân tất keo. He cũng đang vơi giọt lực rồi. Với việc bắt lực sóc ban P thì he đang phải chuyển sang sóc cả thẳng đơn để đảm bảo rằng anh ta là người có đủ lượng vàng. BB là 28. Một trận đấu mà he đang chưa đi quản được vàng của mình. Thành ra BB đang có thể có 8 chiếc ruộng. Và đều 3L của người cầm Yamato. IA thì 7 chiếc ruộng đều đen. Tóc xin mày đấy. Ui. Rồi. Thu được một con. Giờ này thì điều một chút. Tơn mời sinh ra sẽ thủ được. Điều điều đi. Người đặc cả của bạn cũng chưa có giáp. Cái đấu mè đang chết sạch quần rồi. 23 cho bị. Ôi đau tim quá. Có cửa rồi, cố lên. Vãi cả lành, vừa nói có cửa xong kìa. Vừa bảo có cửa xong rồi bạn. Không rồi, nó chuyển sang tàu phù rồi. Nhiều khả năng nghe đang chuyển sang đầu vào đánh châu phù. Chúng ta bắt đầu bị chơi vào lực.
Vừa bảo có cửa xong rồi bạn lại tiếp tục là tơn phù đỏ em bên kia. Và cùng giờ kẹp sọc đơn, kẹp cả phù. Rất đông lượng quân đến từ game thủ he bên kia. Ruộng chính. Bài quanh ruộng này thì đặc biệt. Bay quanh ruộng này cả cả là phút tà lời bay bay dành cho game thủ bay bay. Tiếp tục dĩ phù lên và phù là phù siêu đỏ. Những con phù mặc dù chưa có công nghệ lại được còn nữa. Ôi, tỷ số sẽ là 1-2. Một bài đấu mà Babylon lên đời sớm hơn Yamato. Bài đấu bi lên ép ít dân cũng thể lên sớm hơn anh em. Anh ấy bảo là vâng, biết tại sao, biết lên muộn tại sao có đánh ít dân hơn để lên sớm hơn. Nhưng bài này đánh ít dân thì cũng không lên sớm hơn được anh em ạ. Đồ ăn xa mà anh em. Chứ đánh một bài nhiều dân thì lên đời cũng bình thường, ngang đội bạn rồi. À, ngang với cả thậm chí còn sớm hơn cả 25 dân rồi. Bài đấu của đội bạn thừa nguyên vãi quả này. Chất quân này mà Babylon lên đời sớm hơn thì khê. Tỷ số là 2-1 dành cho game thủ heo bên Skynet. Chúng ta bắt đầu phải bước vào trận chung kết sớm rồi. Vâng, đồ ăn xấu mà đánh ít dân quả đầu như vậy, đánh ít dân không lên sớm hơn được anh em ạ. Cái này thì tất nhiên em giải thích thì anh em cũng chửi em là chính thôi. Chung kết sớm của Bi. Chung kết sớm của game thủ Bay Bay. Vâng, EIB mà Bill lên sớm hơn thì chuyện thua bình thường anh em. Anh em thì tất nhiên anh em chửi thì cũng đúng, nhưng mà em nghĩ chỉ vừa thôi anh em ạ. Summer Zombie. Rồi, Sampan còn là 1-9, 1-10 thôi. Đánh được. Summer của Bi và Parmesan của em trận đấu và đổi lại chất quân của trận 2-1. Xin phép anh em 3 phút đi vệ sinh anh em nhé. Quả đầu tiếp tục là xấu Zombie. 6 cây. Alo, vâng, quay trận đầu thôi. Đây là bài cầm Samarian của Bi. Bây giờ có 5 con trừ 1 và còn 4 con đưa về được. Vâng, sư tử đang gọi là lùa giúp Bi một con về trước. Và quan trọng nó chết 2 con luôn này. 2 sư tử cắn 2 con hiểu Bi, mặc dù bây giờ đầu mình lấy 6 con trừ đi 2 con. Vâng, chất quân Sampan, chất quân nói chung là đánh được. Đồ bạn trận đấu này thì em có gặp cái bài đấu theo kiểu là như mình trận đấu trước hay không? Một bài theo kiểu siêu tròn đồ hay không?
Đây là 18 đến 10 của Bi, ép đầu thời điểm mà 5 phút 30. Không vừa. Như vậy không vừa, phải đi vòng rồi. Rồi cảm ơn Bùi Phát gửi tặng 15 sao Zobi ạ. Thank you anh. Mình mới bảo là anh em chửi cũng đúng thôi, bởi vì tất nhiên anh em chửi thì rõ ràng là chúng ta phải có lỗi anh em mới chửi đúng không ạ? Cái điều tất nhiên rồi, thì điều câu cửa miệng thì bao giờ cũng phải xin lỗi anh em thôi. Bài rách rách bẩn bẩn thế này, toàn hưu lại còn chết dân. Không voi, quả đầu xấu, một bầy hưu đầu thì bị phá mất hai con là còn lại bốn con. Tiếp theo là một bầy hưu phụ, áp đấu vì nó đang thiếu đồ đấy. Vẫn đang thiếu đồ khá nhiều cho Summer mặc dù đang chủ động đi dò lên đỉnh 12 giờ rồi. Quái quả phụ kia thì chỉ để ngắm, không ăn được. Nó sinh ra để cho chúng ta ngắm để có cảm giác là bài của mình có quả thôi. Thế còn thì không ăn được. Và cái quả này thì sinh ra để chúng ta ngắm thôi anh em ạ. Rồi. Có tí đâu, đặt luôn 2BG đi. Tầm này đằng nào cũng là kích 9 thôi. Tầm này thì mặc định kích 9, không thể sớm hơn được. Thì cái sau trước thì nhà khung còn trận này của Bi thì không khung được. Cực kỳ khó khung. Khung vào mắt. Đấy. Hai bảy quả, lực là khỏe. Rồi chào Phạm Hiền ạ. Hello Phạm Hiền. Vâng, đồ bạn một bài dò 18% bản đồ đánh 18 dần hay bên kia. 18 dần của Pan thôi. Rồi xin chào Mr. Hoàng Anh ạ. Hello anh. Đội bạn lên đời cũng bình thường thôi. Một bài đánh 18 dân của Pan nhưng đời bình thường. Không phải là bài cái đời quá sớm ngay bên kia đâu. Cố lên. Còn cửa. Ép thêm chút cỗ. Thực thì đủ rồi. Hai vai quả phụ dành cho Bi. Đúng rồi. Ăn hết rừng thì chắc chắn à không. Ăn hết rừng nữa mặt kêu kín hay không anh em nhỉ? Mặt kia em cho nhìn rõ. Một bài kích 12 tròn của game thủ BB 12-03. 26 tấn Somerian hai quả phụ. Rồi trận này thì hai bên kia đều cũng bình thường thôi. Một bài có vẻ như bạn kích sang đầu 11 chúng ta người còn cửa. Bắt đầu Bi đánh 28 dân thứ 2. 28 dân thứ 2 của Bi, Somerian. Nhà trận này cái là không thiếu gì ngoài điều kiện. Toàn vàng thôi, rất nhiều vàng xung quanh nhà, ba vàng gần chúng mình. Rồi ngựa giờ đấu bạn, trường công giáp tốt. Thoải mái nhá. Chơi cả đời cũng được đấy. Đây là 27, 28. Rõ ràng việc đấu bạn trong sân Somerian thì Bi không cần phải bo nhiều. Cung gọi là căng lắm thì giờ đấu bạn đủ công nghệ thì chọc được 3 dân của mình là cùng thôi. Nhà he cho nó này góc 6 giờ rồi. Bởi chúng ta chạy dò sai hướng. Bắt đầu gặp. Vâng, 1L. 1L của Pan. Rồi, khung nhà của đội bạn. Vã. Ôi trời ơi, thơm núi mít luôn. Búng dân chọc khéo, chết sạch vàng luôn đấy. Không kịp. Có lạc đà rồi. Lạc đà Pan nó đuổi, quên cái chuyện chạy thoát đi. 1L và 1P. He cũng là bài đấu anh ta tròn tròn đồ thôi. Vàng mình bị chọc. Vâng, con dân Somerian. Nhìn miếng kem nhìn con giò của người cầm Pan chọc con dân Somerian đúng. Gần như là 1-10 một tịt. Ăn được một dân và giò là người đồ bạn đã bắt đầu yếu máu rồi. Bi là 1L và có thủ P. Lốp xe vẫn đang cấp hay chưa. Và đồ bạn lên sớm nhưng lực thì không khỏe bằng mình. Mình lên muộn được khỏe hơn. Đó là 29 của Bi. Xem trận đấu này thì đội thằng có phải tiếp tục trận đấu mà Bi sẽ là người chứng minh cho anh em hiểu rằng tại sao trận đấu thứ 3 C1 mình thua hay không.
thằng này 31 của Bi. Tôi vẫn đang tin tưởng vào trận đấu Bi sẽ chứng minh cho anh em hiểu tại sao trận đấu thứ 3 C1 à thứ 2 C1 thì mình thua với chất quân tương tự. Đây là 33 36. Cố lên, chứng minh cho khán giả người ta thấy đi. Xong người ta chửi mình nhiều lắm rồi đấy. Rồi tiếp tục 34 36. Mọi thứ đang diễn ra yên bình thôi. He bên kia bắt đầu đẩy lên bởi một con lạc đà. Với tầm này he có công hay chưa? Chúng ta hãy đủ công giáp, còn đối bạn thì vâng. Lúc trước thì không công giáp, nhưng bây giờ chúng ta lên công nghệ gì chưa? Ban thì nhiều đang he xong chơi phù đâu. Sẽ phải theo kiểu gọi là 1L, 1A hoặc là 1L, 2A hoặc 2L các kiểu. Ra tương đối nhiều ruộng từ đối bạn đấy. BB là 37. Trận đấu mà tương tự như trận đấu thứ 2 C1, bằng Bi là bài đấu lên đời sớm hơn. Bi cầm ban lên sớm hơn đội bạn khoảng tầm độ gần 1 phút. Và trận đấu này thì Bi cũng là tương tự. Một bài kích đầu 12 của người cầm Somerian đội bạn chuyển sang dọc đơn. Vâng, đỏ, hai con, tuyệt vời. Vâng, tôi hiểu rồi, anh em hiểu lý do tại sao chưa ạ? 40 của Bi. Đây sẽ là lý do tại sao mà trận đấu thứ 2 C1 BB lên đời sớm hơn nghe, mặc dù chất quân tương tự. Tương tự trận này luôn, lên đời cũng tương tự luôn. Nhưng Bi để thua he với một trận đầu he là người cầm Samarian. Vâng, 41-52 đến thời điểm phút 19 này thì thời điểm này thì tất cả lợi thế của Ban đã mất đi, ngoại trừ việc cung giờ của bạn gì à chứ em lạc đà của bạn di chuyển nhanh hơn. Đó là cái lợi thế duy nhất của bạn cầm Ban đến thời điểm phút 19 của game này. Còn khả năng phát triển thì con Samarian tầm này thì xin phép là chấp Ban một mắt, chấp Ban một mắt. Cố lên đi, chứng minh cho khán giả biết được tại sao giáo thuốc mình thua đi. Đây là 45-56 của Bi, con số coi là khá đẹp. Giạc tương đối nhiều ruộng rồi. Vâng, 1L1A, đội bạn 22 dân. Vâng, 22 dân dành cho những thủ hè bên kia, Bi đang tăng cho mình nhà BA tiếp theo. Vâng, chặt gỗ thì đã có, chặt gỗ 2 có hay chưa thôi. Vâng, tăng nhà quân cho Bi, và tăng một lúc khoảng tầm độ 3 nhà BA luôn. Và chuyển sang vào đầu theo kiểu sóc toàn bộ khung giờ. Kẹp một là L sóc đều thôi. P tầm này thì khả năng cao không còn sóc nữa. Để vàng lên cấp đầu máu cũng như giáp 4 cho cung giờ đi là vừa. Đánh nhiều cung thì khả năng cao phải lên cái giáp. Vâng, và đang đứng quân cao lên 50 này thì chắc chắn là đè. Chắc chắn là mình đè rồi. Phát triển thì con Somerian nó chấp con Ban gọi là một trình trong việc đua phát triển. Hai trận hai thế nhà khác hoàn toàn chuẩn rồi ạ. Trận trước thì Somerian của hé không được cơ. Còn trận này thì nhà của Bi không khung được, không thể khung được cho người cầm Summer. Đồ bàn đánh nhiều ra và có cả phù của người cầm Ban. Nhưng he đang phù khá đỏ. Phù Ban là loại phù mà gần như nó là tù nhất rồi. Nó cân với cả phù Hitty. Họ lên được cung A lại ngọng à. Ôi dồi, tầm này cung A thì mặc định là Bi có hot thần anh em, tôi thề luôn. He chuyển A thì Bi sẽ có hot thần, hot thần. Vâng, chắc chắn như vậy. Đây là bài 60. Tầm này thì 4 nhà xong đều rồi. Thế việc đồ bạn chuyển A tôi cũng đang mong là đồ bạn chuyển A. Nếu rằng he đã chuyển A như yêu cầu của anh em hay không. Và một trận đấu mà đội bạn cũng đang kẹp cùng với cả khung giờ. Cần phải cố gắng giữ phù trận này, phù nó đào cũng được. Được không? Đây là 61-68. Lên giáp 2 đi nhá. Đó mặc đá ấy. Rồi ok. Đầu màu coi nâng cấp luôn cũng được. Thằng bài 60 cho Bi. Vâng, 61-68, giáp 4 luôn cũng được. Vâng, tăng A liên tục và nâng cấp giáp 4 dành cho game thủ Bay Bay. Họ chuyển A thì nhiều năng Bi có tần anh em ạ. Tôi cũng đang mong là he chuyển A và rất vọng anh em có thể gọi là sang động viên he chuyển A giúp mình với ạ. Vâng, chuyển A là nhau cùng giờ đủ công nghệ Somerian thì mình cũng đang mong là như vậy. Vâng, đồ bạn sau lạc đà thôi. Vâng, kẹp P, lạc đà kẹp 1A kẹp P, rất đông lạc đà nhá, cẩn thận. Hàng mai 66 đừng để mất quân. Một trận đấu mình đang có dốc. Cùng giờ thì giáp 4 nâng cấp chưa xong. Đây là pha đường quân đẹp thật. Nhưng cùng giờ mình thì không phải cùng giờ thuyền. Và đồ bạn là lạc đà của Ban. Hình như Bi lên xịt giáp 4 hay sao. Đã có giáp 4 vẫn là sóc lạc đà cản mặt. Hoặc là sóc đơn cản mặt thì càng tốt. Và một trận đấu đồ bạn đang gì tấp tay tầm này thì tôi nghĩ rằng từng này quân thì đồ bạn bơi hết vào đây. Và không sợ. He đang rất vội. Bởi đánh càng lâu càng dài con Ban sẽ càng phế. Vâng, đánh càng lâu dài thì con Parmesan sẽ càng bị phế trước con Somerian. Vâng, đội bạn kẹp cả phù. Trận đấu này thì đập BC, mid-air Bi ơi. Vâng, đứng luôn, chơi luôn, cho người ta có cái cửa. Đấy,
Bổ đi. Thua tôi trả hết tiền cho học chưa, không phải sợ. Thua trận này tôi trả hết tiền hộ bi luôn. 6676 thằng này ở hiện tại. Cung tờ đứng thế là rất đẹp. Đăng cấp nốt cái đầu máu đi. Rồi lên đầu máu, chấm dứt. Bằng chấm dứt hy vọng he trong trận đấu này. Mặc dù lên đời sớm hơn khoảng tầm độ 1 phút. Bi đang chứng minh cho anh em hiểu rằng tại sao trận đấu được coi là thứ hai của C1 mình thua rồi đúng không ạ? Bi đang chứng minh cho khán giả thấy rằng tại sao trận đấu thứ hai C1 thì Bi là người để thua. Với chất quân cũng là tương tự. Mặc dù trận này thì Bi nhà không khung bằng do he trận trước. Vào bài pan tròn đồ lên sớm hơn nhưng gặp một bài Somerian lên muộn được khỏe thì không thể nào có thể gọi là tươi ngay được. Hai đều, chúng ta có chung kết C1 dành cho cả hai game thủ. Vâng, có chung kết C1 dành cho cả hai game thủ. Vâng, chung kết. Ui giời, pơ Kata Greg cho John. Pơ bang. Chất quân cân. Đội bạn tiếp tục là một con chém thuyền 30 gian hay cầm. Còn thực ra con này thì con pơ nó vẫn có một chút lợi thế điểm đầu. Khi mà ép đời thì vẫn bài theo kiểu bài được. Bài đẹp con pơ nó vẫn ép đời tốt hơn. Tất nhiên được theo kiểu nhiều hư voi thì con pơ tốt hơn thôi. Còn được theo kiểu một bài 2-3 quả phụ thì con pam tất nhiên là vẫn tốt hơn rồi. Trận vừa rồi thì Bi đánh hết mình anh em ạ. Đánh để cho anh em không phải hết mình. Ý mình không phải là những trận tức bèo mình một trận đấu vừa rồi. Bi rất quyết tâm để chứng minh lại sao trận đấu được coi là thứ hai C1. Mặc dù mình mà là bài pan tròn đồ lên đời sớm hơn đồ bạn 1 phút nhưng vẫn thua. Với chất quân là Sampan tương tự. Bi quyết tâm chứng minh cho anh em thấy rằng tại sao mình thua trận đấy không phải là theo kiểu bán độ hay là gì anh em bảo trên cung chát với nhau đâu. Và bản chất con Summer Pan là một kèo đấu mà là càng lâu dài thì con pan tròn đồ thì đánh lâu dài. Mà đánh lâu dài thì không thể nào ăn được con Somerian được. Huy ơi biết thằng An không ạ? À? Có, An Voi thì mình biết bạn ạ. An Voi ở sông 6 đúng không? Nhà trên đường 1 đúng không? Học A3 mình biết. Rồi ok GMV nhá. Thank you anh. Vâng, pơ ban. Tất nhiên bài này thì con này thì phụ thuộc bài vở là chính thôi. Phụ thuộc bài vở là chính. Chuẩn rồi, con pan trăm chỉ là kèo 1-11-9 thôi anh em ạ. Anh em nhìn thì cảm giác nó thơm hơn thôi. Nhưng mà cái cá nhân mình và những game thủ người đánh lâu năm thì mình thì nói chung không nói làm gì rồi. Với những game thủ người đánh lâu năm mình là dự con đấy chỉ là tầm 1-11-9 thôi. Còn pan hơn mỗi thềm đầu thôi. Một bài tròn đồ không thể nào có lợi thế thềm đầu được trước con Somerian thì càng về lâu về dài thì càng tịt. Tất nhiên map 22 lại chuyện khác. Map 22 mà theo kiểu một bên là Pan AC, một bên là Sam AC thì tôi nghĩ rằng bên Pan AC sẽ trở lên đến khoảng tầm độ 1-10-18.5. Bởi lạc đà của Pan thì cung nó combat nó đảo hiệu quả hơn. Còn đánh solo chỉ 1-10-19 thôi. Quay trận đấu này thì bài Perby là người đã có quả phụ rồi. Một bài đầu là 6 con đưa về được. Thêm 2 voi ở xa. Tất nhiên 2 voi này phải dùng trình. 2 voi này thì Bi phải dùng trình để có thể cover về được. Trình ở đây chính là trình độ top 1 của mình. Trình độ game thủ top cao. Vâng, bình luận viên thử bình luận bằng giọng em một vài câu xem nào. Vâng, không được anh ạ. Đây là 20 thay tư cho BB, tình huống dắt voi về. Bạn Ken này, bạn sao bạn này mình nhớ đây không nhầm là bạn này có thời gian làm bình luận sao bạn này. Vâng, trình độ chuyên môn nhìn buồn cười thế nhỉ. Kèo Sampan có 1-10-19 thì bạn nghĩ là 1-10-16 à? Không được đâu, 1-10-19 đâu bạn ạ. 22 cho BB. Một bà đấu mà Bi đang chủ động ép theo kiểu bao nhiêu dân đây? Không đóng thêm e, như vậy là khả năng cao là 24 dân à. Có đóng e cho Bi. Rồi chào chị Hoàng Huệ My ạ. Hello chị. Và tiếp tục là bài yêu, bài là bài theo kiểu bây giờ tầm này thì ok rồi. Lực là hòm hòm, thậm chí là khỏe luôn đấy, cũng đưa voi về rồi. Xích voi kia về luôn thì không, đỡ việc dân di chuyển. Một bài hươu thì hơi tan tác một chút. Ô không kép luôn thì phải. 7 con. Bài hươu 7 con. Chào Nguyễn Nhật Thành ạ. Vâng, Đoàn Tiến Phách lại vào chửi rồi. Thôi anh ơi, đùa chửi người ta làm gì.
Rồi ok, kèo đấy thì ok Ken ơi, có thể chúng ta có thể giao lưu nhau bình thường. Kèo đấy thì chấp bạn được phép chấp anh đi, được phép bỏ 5. Mình cầm Summer. Tất nhiên với trình của bạn thôi, phải là bạn đánh mình biết bạn là ai. Và trình do bạn đánh và đánh lại văn phòng của Vec với sự kiểm chứng thì mình sẽ chấp bạn bỏ 5. Kèo xăm ban. Còn không được nhờ theo kiểu nhờ game thủ top vào đánh đâu nhá. Vâng, phải bạn Ken đánh đấy, chứ còn bạn nhờ top vào chắc chết mình đấy. Đây sẽ là BM và đây sẽ là BG của B, đây chắc chắn là BL rồi. Vâng, lờ cao cho B luôn. Vâng, kèo đấy thì cửa trên 1-10-1-9 thôi, chứ còn cửa trên tầm 1-10-1-6 thì khoai quá, khoai. Còn sau một chống giò thì điểm đầu nó tốt. Vâng, con giò công giáp của Pan thì may ra nó còn tầm độ gọi là 3 dân của Somoria là cùng. Rồi ok Ken ơi, ok bạn ơi, thoải mái bạn ơi. 27 dân, 27 cho 28 zombie, bao chạy giò đi rồi. Không, Pan khỏe hơn xăm nhưng mà khỏe hơn một chút thôi anh em, kiểu 19 thôi. Đánh solo mà. Mic bị rè anh em, mic bị rè vào không nhỉ? Alo. Ok, bãi vàng của Pan cho bé. Và xin tạm một cháu vậy. Xin tạm một dân của đội bạn. Vô đi. Rồi chạy. Ở nhà hoàn toàn bình thường nhá, chưa bị dọc đâu, thoải mái đi. Gỗ đang là nhiều. Ăn bãi quả và sẽ chuyển quân luôn hay không? Còn lên đời rất sớm, bên khe cũng có bài mới sớm đấy, không hề đơn giản. Thủ một P zombie, gỗ mình đang là nhiều, khe khả năng cao cũng tương tự thôi. Khe cũng là theo kiểu một L thủ P và nhận một L một A luôn ạ, tự tin nhở. Theo kiểu giống như kiểu bắt bài mình như sao, một L một A, không thủ P luôn, rất cửa trên cho đội bạn luôn. Thế kiểu đoạn bắt bài mình là một L chuyển luôn A thì hen người ta kiểu một L ra luôn. Nhưng trận đấu này bi tạm thời là một L và một P trước. Nhà quân tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Và bi có khá nhiều lựa chọn. Chỉnh mic đi bạn ơi. Mic bị làm sao nhỉ? Chắc do mình để gần mic quá xong nói thì nó hơi bị sẹt sẹt đúng không? Cái là bình thường các bạn, một L ra chúng ta là một L một P thì có phù đầu tiên trận đấu bạn đó. Ôi trời, ông thần này đánh lôi không nhỉ? Ông thần he này phù đồ gọi là căn chuẩn tận, đúng thời điểm bị phù được thì bạn là người đen kịp luôn. Xin con giò tiếp theo và đi quản thêm dân của Pan, tạm thời chưa thích nhiều dân của Pan đâu. Trước mắt là bãi vàng, bãi quả này thì hai chiếc ruộng nữa là kín, cho kín luôn đi. Rồi ok, chắc chắn ở chỗ này thì mình sẽ không vào, phải điều chắc chắn là như vậy. Không để đội bạn công vào cơ sở lực của mình. Lên đào vàng cho mình. Rồi xoay tam một tơn. Đội bạn chuyển sang hỗn mã. Bị tăng lời không? Tôi nghĩ rằng thời điểm này phù hợp nhất đó là một nhà BL tiếp theo của Bi. Khi mà đội bạn là người không thủ phù, chúng ta không cần phải chuyển làm gì cả. Lọt bãi vàng của em không biết gì cả. Đúng không? Đã biết chết một dân cho em bên kia. Bi là 32, quanh chuộng kia vẫn sống. Nghe là bài theo kiểu ăn loáng sắp quân rồi vậy. Tôi không thể pan được bạn là người có nhiều ruộng ở nhà, bổ luôn cung giờ cạc đà luôn này, không thủ p với tôi này. Này thì một l một a này, một bài he lên đời là mười sớm, sớm hơn cả Bi mới khoảng tầm độ 3 giây và bắt đầu thủ p rồi. Nhưng p là p của pan em ơi, còn lắp mặt cái khe kia không vào được. Có p nhốt trong bãi gô, khả năng vẫn phải chuyển quân. Tôi tưởng he không thủ p thì không cần chuyển, còn he thủ p thì tôi nghĩ đằng Bi sẽ người nhiều khả năng vẫn sẽ chuyển quân trong thời điểm tiếp theo. Lượng gỗ đang là nhiều, quanh ruộng kia vẫn âm ba hay không. He bắt đầu có ruộng ở nhà rồi. Bắt đầu thấy ruộng nhà của em bên kia rồi anh em ạ. Tabi còn lại 30 thôi. Tất nhiên phù Pan thì có lẽ được bạn là người theo kiểu họ không dám vác phù ra khỏi chỗ kia đâu. Bởi vì vác ra ngoài thì cái độ may rủi con phù nó chỉ là 10% thôi.
những con phù không có công nghệ gì cả của mình cầm pan. Bắt đầu đóng vào nhà Chubby. Sắp tới bia chuyển quân mà cũng biết điều đấy. Hè cũng biết điều ấy. Anh đang cố gắng móc. Do là dân pan nhé, tập trung ăn một con trước đi. Dân pan tập trung ăn một con cũng được. Một hai con cũng được. Không cần phải ăn toàn bộ đâu. Rồi hai con là đủ rồi. Hai con là quá lợi thế rồi. Và bắt đầu các bạn tìm ra quanh ruộng. Căn quân về bảo kê ngay lập tức. Chốt e vào hay không? Chỗ này hơi khó chốt e. Thế ạ, tôi bỏ bỏ con này đi. Đó. Ui dồi. Rồi. Vẫn đang giữ được khoảnh lực của mình. Vẫn đang giữ được lực. Cả hai đặc đà luôn. Ba đặc đà đứng đấy luôn. Mặc định đứng xung quanh khoảnh ruộng này. Không đi đâu hết cả. Mặc định là rải ba hai đặc đà đứng quanh khoảnh ruộng này bảo kê. He bắt đầu dắt phù lên thì phải. Chúng ta thấy He người đang chủ động câu kéo Bi về gần nhà của anh ta hơn. Bi Nam Mai 34. Nâng cấp cung ai không? Lực cũng đang hơi yếu. Vâng, sóc phù và cẩn thận vẫn phải sóc lạc đà đều nhá, không không đi ảo một tơn là hỏng đấy. À, cắt hai con về không? Đây là 35, Bi nâng lại cung A. Đó, cũng có đủ rồi. Tơn này thì khá nguy hiểm. Thế bây giờ mà làm tơn nào, ví dụ mà ba người quân đi công nhà của mình chẳng hạn. Bằng có cung giờ kẹp cùng thì BB sẽ người khá bắt tay. Bây giờ Dora của đội bạn. Điều rằng He chuyển được quân hay không? Chuyển quân ở đây mình nghĩ theo ý của mình đó là việc chuyển được cung ai không thôi. Thế còn đội bạn chuyển kẹp cung giờ kẹp bạc đà là chuyện bình thường. Chúng ta không sợ. Vâng, ban của He có khoảng tầm độ 7 chiếc ruộng ở nhà đấy. Bi là 38 trên 48. Tụ quân tăng Nga và đẩy sớm. Gỗ đang thiếu rất nhiều. Một trận đấu Bi có thể chặt gỗ hay không? Vâng, xoay tam một tơn tham pan thì tầm này đang là cân với mình. Tất nhiên tham bi đè nhưng tham này của bạn là tham đẹp pan. Một tham ai mà cái lượng dân của bạn thì nó chỉ cần 10 dân thôi là ngang với cả khoảng tầm độ 15 dân của mình rồi. Tăng Nga cho Bi 18 dân, soi công nghệ các kiểu. Vâng, Bi đang vâng rất cẩn thận tỉ mỉ. Một trận đấu mà He đang xô vào. Tơn này thì sọc đơn, chốt đụng chính. Thôi cẩn thận nha, chạy ra đi đừng có tam đấy. Bị công nhiều mặt trận đây. Chuyển ra thành công nhưng đang bị mất lực. Bị trêu lực. Vâng, bị trêu lực. Ba mươi bốn. Vâng, chuyển A thành công nhưng chưa ăn thua. Chưa thắng được. Bởi chúng ta đang tạm thời bị mất ruộng một tơn. He bên kia là bài cho cậu định ruộng nương từ đầu đến cuối. Bi chưa chơi vào ruộng của bạn. 35. Tiếp tục đuổi theo chỗ này thôi. Sóc quân dần đi là vừa. Cơ cấu lại ruộng thật nhanh. Còn nhanh còn kịp đấy. Chưa còn dân làm vàng nữa nhở. Dân là bạn có lốp xe phát triển thì dù sao nó vẫn được coi là ổn hơn mình. Mặc dù chất quân ban phát triển thì không phải bắc binh nhưng quan trọng là bạn có lốp xe thì nó vẫn phát triển ổn hơn mình thôi. Tầm bờ tự tham nó khá khó. Cung A chưa đâu. E công P nhưng P là P pa. Cung A ra chuẩn bị là bắn. Tháng 2 40 cho Bi. Trận đấu khá quan trọng đấy. Tiếp tục móc. E sẽ là người móc tiếp tục vào khoảnh chỗ của mình. Phu kẹp phu. Ăn tất một tơn phù ban. Nó đỏ được một con là cùng. Nó đố nó phù ba con đấy. Đỏ này. Cái này thì phù ban chui ra ngoài. Ồ. Thua vào đi. Yên tâm nó phù hai con là cùng rồi. Đó phù được hai con là cùng. Tuổi gì nó phù cả. Cái loại phù rách phù bẩn của ban này đòi chơi với cả cung A hạng sang của Pơ. Tuổi gì. 39. Vâng, chết sạch phù. 6 con phù đổi lấy một con lạc đà của người cầm Persian. Phép đổi mà em là người đang rất lãi. Chốt cẩn thận nha, nhanh. Ôi, tôi tể anh em. Đôi tay này sinh ra để làm gì anh em. Thằng này đừng để mất dân độ chính. Quan trọng dân độ chính kìa. Hôm nay là 38. Và mình vẫn đang yếu ấy nhở. Một tên bị lọt độ chính đấy. Chưa thơm đâu. 34. Hôm nay chưa quá 50 là chưa thơm. Mặc dù He vừa mất khoảng tầm độ 20 tham lai cả phù và cả quân để đổi lấy lực của mình, đổi lấy một vài dân độ chính, 4 dân 5 dân độ chính của mình nằm xuống.
chưa thắng, he chết he lại đẻ. Còn chúng ta tạm thời thì vẫn ai cơ mày cơ cấu lại ruộng chính thật tốt, thật nhanh. Ba xong đời Zoe tăng dân vàng. May he phù đen này, không phải phù đen hay đỏ anh em. Bản thân con phù ba này chui ra ngoài thì nó không phải là phù đen hay phù đỏ nữa, mà một khi nó chui ra ngoài rồi thì tỷ lệ gãy của nó chỉ là tỷ lệ phù được của nó chỉ là 30% thôi. Họ nhốt trong máy ngôi được, còn họ chui ra ngoài loại phù 25 máu này thì đỏ lắm phù hai con là cùng thôi. Đây là 44. He đang tiếp tục áp lực bắt bi, phải là người bảo kê động chính nha. Lọt tơn nữa là vớ vẩn là thua đấy. Lọt một lần thì không sao, lọt một lần chúng ta vẫn đang còn nguyên cửa thắng, nhưng lọt đến lần thứ hai là toang đấy. 48 cho bi cung ma của mình thì 80 chưa có giáp. Đầu bàn sóc chém kẹp cung giờ, và cung giờ kẹp chém cho người gầm pan. Và hello 10 canh em giản xem kèo nha, anh em nhớ like chia sẻ anh em ơi. Mời anh em xem kèo lòng cho em xin một like chia sẻ anh em ơi. Cảm ơn tất cả mọi người ạ, cảm ơn tất cả anh em ạ. Anh em like chia sẻ mọi người ơi, 10k anh em rồi, 11k rồi, cố gắng đẩy con số 15k không ạ. Tối nay thì kèo này coi kèo đầu có chất lượng chuyên môn được cao nhất rồi, kèo đầu solo BOE. Rất mong anh em xem kèo thì hãy cùng like chia sẻ ủng hộ cho anh em được ạ. Cho xem hoàn toàn miễn phí, nút like nút chia sẻ cũng là hoàn toàn miễn phí thôi. Anh em cố gắng bớt một chút thời gian thao tác cho em, xin like xin chia sẻ và hành động cực kỳ đơn giản thôi, nó hoàn toàn miễn phí, là cách ủng hộ được coi là tuyệt vời nhất cho game thủ. Nó vẫn đang tiếp tục sóc p nữa đúng không ạ. Đây là tình huống mà liệu rằng bi có khô vào hay không, cần phải điều cung a chuẩn nha, cần phải điều cung thật chuẩn đấy. 51, he vẫn đang sóc cung rồi, he chưa không chuyển a. Đây tấn công một con ăn đồ bạn tơ này thì khả năng cao là sẽ chết. Này thì phù với cậu này, này thì phù với cậu này, đổ phút thôi biết chưa. Đá bài 48 vâng, bắt đầu chạm được vào điểm g của he là người đang giật giật rồi, và he là người quyết tỷ số. Vâng, là 2-3-2-C1. Vâng, chung kết được coi là thành công dành cho BB. Một bài pơ pan lên đời thì pan sớm hơn, nhưng quan trọng rằng B là người đang cơ cấu và chuyển quân coi là ổn hơn. He lại là 1L1A, anh ta không thủ P điểm đầu, thành ra B chuyển 2L và có thể gọi là cầm cho đồ bán rất lâu và chuyển A kịp thời, đúng thời điểm. 3-1 và là 1-0 VC dành cho game thủ BB. Vâng, 11 canh em xem kèo, anh em là chưa like chia sẻ cho em xin like chia sẻ mọi người ơi, cả nhà mình ơi, em sẽ đúng muốn like chia sẻ cho anh em ơi, nó hoàn toàn miễn phí thôi. Một cách được coi là tuyệt vời nhất anh em ủng hộ game thủ. Vâng, tặng sao thì có thì cho cũng được, mà không thì anh em cứ like chia sẻ. Mỗi lần bi live stream thì anh em vào xem là điều ủng hộ rất tuyệt vời rồi. Vâng, 3-1 và là 1-0 về C cho bi. Vỡ hình thì anh em F5 lại anh em ơi, F5 lại là ok rồi anh em ơi. Vâng, nói chung thì đường truyền mạng nó chập chờn. Cái này lỗi của bên đường truyền mạng thì em cũng cố gắng khắc phục để bitrate mức thấp nhất rồi anh em ạ. Chẳng qua nhiều khi đường truyền mạng nó hơi chập chờn thì nó bị vỡ hình anh em, tranh thủ gọi là F5 lại là ok. Trận đầu tiên của CI cũng đầu giữa BOE xong thì là solo đúng hit tee cho Son. Một cái đấu mà chúng ta là người dễ đánh hơn. Hit tee và cho Son. Anh em F5 lại đi anh em ơi, F5 lại xem thử ok hơn hay không ạ. Rồi chào NCC ạ, cháu chào chú NCC ạ. Vâng, xin chào chú NCC. Anh em vỡ hình thì F5 lại đi anh em ơi, F5 lại xem ok hơn hay không ạ. Nói chung đường truyền, nói chung bây giờ thì đường truyền mạng thi thoảng hơi chập chờn. Còn bitrate em để mức ở mức thấp nhất rồi. Hitty và cho Son. Vâng, Hitty cho Son, cả đấu mà mình được coi là dễ chơi hơn, dễ đánh hơn. Chúng ta có những loại quân có thể khác lại đúng không bạn. Vâng, L lạc đà này, rồi cung giờ chống phù này. Tất nhiên Hitty chơi phù thì phải cố gắng nhốt phù lại, chứ không con phù đầu của đồ bạn và nó sồ vào là cũng chưa chắc phù được đâu. Tiếp tục là một mắt đấu với Hitty thì phù được coi là phù lởm ngang phang, không công nghệ. Một bầy hươu năm con đưa về dành cho game thủ BB. Anh em dùng điện thoại thì thoát ra vào lại anh em ạ. Xem điện thoại thì anh em thoát ra rồi vào lại. Theo kiểu chúng ta thoát ra Facebook rồi, hoặc là reset lại máy đi cũng được. Có thể cứ reset lại máy đi xem cho nó ok.
Anh em dùng điện thoại thì tắt Facebook đi rồi vào tìm lại trang chủ B Club, sau đấy vào xem thì nó sẽ đỡ giật hơn, nó không bị vỡ hình. Trước đây nó vỡ hình thôi, cái lúc mà mạng đang bị chập chờn. Còn giờ mạng ổn định rồi thì anh em ép nạp lại trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì thoát ra vào lại là ok. Vâng, chào Phạm Việt ạ. Và em chào Đỗ Khắc Mỹ ạ. Chào Nguyễn Thanh, chào Nguyễn Đình Thăng. Hello anh em. Rồi, cảm ơn Thành Long gửi tặng 8888 sao nhá. Cảm ơn bạn Thành Long rất nhiều ạ. 8888 sao ạ. Thank you. Và điện thoại thoát ra vào loại thì ổn hơn không anh em? Chắc chắn ổn hơn đúng không ạ? Rồi, em chào Nguyễn Nam ạ. Hello anh. Rồi, không bị nữa rồi đúng không ạ? Đấy, chuẩn rồi. Nãy thì đường truyền mạng nó hơi chập chờn anh em. Cái này do nhà cung cấp mạng của bên Viettel với cả FPT thôi. Anh em chửi em thì tội em. Đừng chửi em, tội nghiệp em. Vâng. Do đường truyền mạng thì của bên FPT Viettel nó bị hơi gián đoạn một chút thôi. Bây giờ thì ổn rồi. Anh em thoát ra lại hoặc dùng máy tính F5 lại là ok rồi. Một tên lỗi nhẹ của Bi. Hitty cho Son. Cái đấu mà gọi là mình dễ đánh hơn thôi. Thế còn kèo này thì mình không có phụ tuyển thì cho Son vẫn là người có thể đánh chơi được. Kèo đấu mà quan điểm của mình thì nó chỉ hoàn tầm đồ 1-10-1-4 thôi. Hitty Mapna thì không phải là con em đời quá tốt. Theo thước đo của em nghĩ là tầm 1-10-1-4. Mà anh em có thắng thước đo khác hay không? Kiểu như Babylon thì là 1-10-1-2. Tức là trong cái sới theo kiểu đối đầu cho Son này, mình đánh giá cao con Babylon hơn con Hitty. Quan điểm của mình là như vậy, cũng là anh em cùng quan điểm hay không? Đối đầu cho Son này mình thích cầm Babylon hơn là cầm Hitty. Còn là quân mà phù nó đầy đủ công nghệ hơn. Rồi, chào Linh Anh Đức nhá. Quả phụ cho Bi, một bài ho mòm đồ rồi, đủ đồ rồi. Cơ bản, hai voi quả phụ dành cho anh em thủ BB. Mai Bi có kèo gì không mưa à? Có anh ạ, tất nhiên có kèo rồi, quan trọng kèo gì thì... Vâng, để em tí nữa, chưa có địch làm anh em ạ. Em thì không có trong BB Company, thành ra thì nắm được kèo bên giải trí Việt thôi. Và phải chờ các anh phân kèo thì biết rằng ngày mai Bi có kèo gì. Rồi, chào Nguyễn Mạnh Tuấn ạ. Hello anh. Cầm sang thích nhất à? À, cầm sang thì tất nhiên là thích rồi. Cầm sang thì mặc định thích. Kèo đánh với cho Son, đánh với Rex thì em biết con Babylon nó được coi là một cái sự ưa thích hơn. Bởi vì Babylon thì nó ít khi nghiệt hơn con Hitty. Đấy, kiểu Hitty 10 map thì có đến khoảng tầm độ 6 map nghiệt. Thì con Babylon thì khoảng tầm độ 3 map nghiệt thôi. Đấy, kiểu như vậy. Baby ép đời thì tất nhiên cái này thì không có theo kiểu lúc lập trình thì cái ông Michael Shop ông không bảo là con Hitty là bắt buộc phải xấu. Đấy, mà con Babylon là không được phép. À, Babylon là không đẹp hơn Hitty. Quan trọng bằng kinh nghiệm định chế nhiều năm thì các em thủ nhận ra rằng cái con Babylon thì ít khi nghiệt hơn Hitty ở map lager. Đấy. Vâng, 7k anh em ạ. Cái lúc cao xào thì là 11k. Bây giờ còn 7k anh em. Các anh em xem kèo like chia sẻ hết chưa anh em ơi? Mọi người like chia sẻ hết chưa ạ? Cái gì đây? Tự tin thế cả. Bài xem lực đâu. Vâng, rất tự tin cho Bi. Một bài đấu mà thấy kiểu là kích cuối 10 10 57 đánh cung thẳng luôn. Rồi, chào Linh Mi nhá. Xin chào Linh Mi. Chào Dương Quỳnh, em là Mưa anh ạ. Rồi, quay ruộng thôi. Đấy, kiểu như con Summerian. Cái lúc lập trình thì ông Microsoft cũng bảo là không bảo là con Summer là bài thường có đôi voi chẳng hạn. Quan trọng bằng việc đánh nhiều thì người ta thường nhận ra rằng Summerian là một loại quân ép đời không tù. Bởi đa phần thì sẽ có voi cạnh nhà. Đấy. 10 map đấu thì có khoảng tầm độ 9 map đấu mà chúng ta là người có voi xung quanh nhà của Summerian. Còn một map còn lại thì do ông ta là người gió xịt, gió lỗi, gió không thấy. Cho nó vào, 7 dân sợ cái gì, lừa xích luôn. Ok, tiếp tục là hai chiếc e. Hai chiếc lại nhanh vào. Rồi, ok, đã kín. Cung tê có giáp hay chưa? Và tiếp tục là cắt dần về nhà chính và ra ruộng là làm về hưu đây.
Am là heal thì sẽ ép được nhiều A hơn. Tăng A cho bi. Ba sóc đều và có giáp ý tìm. Đồ bàn là người chém của người cầm cho son. Và check cho cẩn thận bãi gỗ. Và gõ một luôn đấy. Ô son. Dễ nhở. Và như này thì ai xa. Và đóng A ôm bom. Ôi dồi ôi. Gặp ngay quả TXT nó bắn cho tên cho son thì gọi là mù mắt. Ken được. Nãy định bảo check đấy. Vâng, trận đấu tiếp theo 1-0 sai cho BB rồi. Và khởi đầu C cái làm quả 1-0 là tâm lý nhẹ nhàng tình cảm. Và nó nhẹ nhàng tình cảm hơn rất nhiều. Ok không ạ? 1-0. Từ từ chắc là phải lên lại kênh đi bạn. Nó hơi lag, anh em giả kêu giật nhiều quá, mặc dù đang có số lượng người xem rất là nhiều nhưng mà nhiều khả năng vẫn phải lên lại kênh anh em chờ chút khoảng tầm độ em lên lại luôn anh em ơi. Anh em chờ chút nhá, anh em đừng rời đi đâu anh em ơi. F5 lại là có luôn livestream cho anh em luôn. Khả năng cao phải lên lại livestream. Và đúng 1 phút sau sẽ có cho anh em luôn. 30 giây thôi ạ. Dị nhỉ, đang đông người lại lên lại không được 5k hay không đây chứ lại